Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Lưu diện Yamaha Delight 125/2022. Một mẫu tay ga vừa mới ra mắt có mức giá gần 91 triệu đồng. Với một thiết kế và nhiều trang bị, Delight 125/2022 rất giống với cái dòng xe Lexte 2011 đang được bán chính hãng ở Việt Nam. Cái chiếc Yamaha Delight 125/2022 là một trong những cái dòng tay ga được ưa chuộng ở Nhật Bản, ra mắt thị trường châu Âu. Với một thiết kế unisex, cái mẫu xe hướng tới nhóm đối tượng dùng là nam và nữ giới, với một cái nhu cầu là một cái chiếc xe tiện lợi di chuyển trong cái nội ô thành phố. Sở cho mình một thiết kế hiện đại kết hợp cùng với một phong cách cổ điển ở châu Âu. Delight 125/2022. Sở cho mình cái phần đèn pha hình oval, trong khi phía dưới là cái dải chrome kết hợp cùng với cái đèn xi nhan trước tạo hình cái chữ V ôm lấy cái phần mặt nạ trước khá đẹp. Cái phần yên xe cao là 800mm cùng với một cái sàn để chân khá rộng rãi, tạo một cái tư thế lái thoải mái cho người dùng. Yamaha Delight 125/2022 cũng được trang bị một cái đồng hồ kết hợp với analog với cái LCD giúp hiển thị đầy đủ các thông số như phần tốc độ, lượng xăng, quãng đường, thời gian, chip v.v. Mặc dù vẫn ứng dụng chìa khóa cơ, nhưng Delight 125/2022 đã được tích hợp các chức năng mở nắp bình xăng. Cái cốp thì tiện dụng, nắp bình xăng được bố trí ở đầu xe, trong khi cốp xe rộng có thể chứa vừa cái mũi là cả đầu. Nói về cái phần sức mạnh, hãng Yamaha trang bị trên Delight 125/2022 một cái động cơ Duro 124cc sinh ra cái công suất là 8.4 lực tại ngưỡng mồng tua 7.000 vòng trên phút. Moment xoắn cực là 9.8 Nm tại ngưỡng mồng tua 5.000 vòng trên phút. Cái khối động cơ này không chỉ đạt cái khí thải là Euro 5 mà còn tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ ra khoảng 1.8 lít cho 100 km. Đồng thời Delight 125/2022 còn được trang bị một cái tính năng Start and Stop System. Cái mẫu xe này trang bị bánh nhỏ với kích thước 12 inch cho cái phía trước, 10 inch phía sau. Em ấy tận dụng cái lớp là không xăm với kích thước phía trước là 90x90, trong khi phía sau là 100x90. Ngoài ra chiếc xe còn được tích hợp phanh đĩa ở phía trước và phanh tăng chống đặt ở phía sau. Yamaha Delight 125/2022 sẽ có 3 màu sắc cho khách hàng dễ dàng tùy chọn, với mức giá bán ra khoảng là 2.900 euro, tương đương gần là 91 triệu 15 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like và subscribe.